Chim Vành Khuyên còn đi tập tạ nữa, sao mình dám đột nhập vào trong vườn cải thiện đây? Cái bụng đánh trông dữ quá rồi. Thôi, bần cùng xin đạo tặc thôi. Các con Chim Vành Khuyên nhỏ đang trông thật ngoan ngoãn quá. Ê đó, ra đây mau. Thôi xong, bị phát hiện rồi. À, bạn Dung Đất hả? Dung Đất hả? À mình nè. Bạn vào vườn để làm tơi xốp đất hả? Thôi mình đi vào vườn nha. Chào em Dương Bình Khuyên. Cái con sâu róng khổng lồ kia. Đi đâu vậy? Đi ra. Ủa chị Bình Khuyên, sao em không đủ bắt nó đi? Dạ, sâu róng đâu ạ? Dạ, là bạn Dung Đất mà. Em nhìn cho kỹ đi. Dung Đất đâu mà Dung Đất? Hả? Không phải Dung Đất. Bị lộ rồi. Chuồng là thượng sách. Không được rồi, bây giờ đi với anh qua bên nhà đốc tôi khỏe, khám cái mắt liền. Dạ, mắt của Chim Vành Khuyên á, có cái gì nghiêm trọng không đốc tôi khỏe? Không sao, do Chim Vành Khuyên dùng đôi mắt làm việc nhiều quá, lại không bổ sung nhiều vitamin, khoáng chất có lợi cho mắt, nên mắt bị giảm thị lực. Đốc tôi khỏe ơi, vậy mình có cách nào để giúp cho Chim Vành Khuyên á, cải thiện được thị lực rồi tăng cường bảo vệ mắt không? À... để Đốc Tờ Khỏe gọi Rong Mơ ra đây nha. Rong Mơ ơi, có chuyện cần con giúp đây nè. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Đông và bạn Chim Vành Khuyên nha. Vitamin A được tìm thấy trong Rong Mơ là beta-carotene, giúp giảm đáng kể nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Dạ, chỉ cần dùng 5g em là cung cấp khoảng 40% nhu cầu vitamin A mỗi ngày cho cơ thể đó hả? Vitamin A giúp bảo vệ giác mạc và là thành phần của rhodopsin. Đây là loại protein trong mắt giúp tăng thị lực trong điều kiện ánh sáng yếu. Ngoài ra, vitamin E còn duy trì sự toàn vẹn của các tế bào của màng nhầy, bao gồm của mắt nữa đó hả? Wow, tuyệt quá vậy. Vậy mà từ trước tới giờ Quỳnh Đông không biết. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng Rong Mơ như thế nào vậy đó tôi khỏe? Mỗi ngày chỉ nên dùng từ 6 đến 15 gram Rong Mơ nấu lấy nước uống. Lưu ý, rửa sạch đất cát và các tạp chất trước khi nấu nha. Cũng có thể tán em thành bột, rồi vo thành viên để uống hả? Vậy khi mình dùng Rong Mơ, mình có cần lưu ý điều gì không đốc tôi khỏe? Những người có tính hàn hay bị lạnh bụng, tiêu chảy thì không nên dùng Rong Mơ. Tốt nhất vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng Rong Mơ nha. Rồi, chứ mình khuyên, bây giờ thì an tâm về chuyện cải thiện thị lực rồi nha. Dạ, em mừng lắm. Tiếc quá, thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Đã đến lúc là Quỳnh Đông, Đốc Tôi Khỏe, em Rong Mơ và Chim Vành Khuyên phải nói lời tạm biệt quý vị khán giả rồi. Hẹn gặp lại ở chương trình lần sau nha. Xin tạm biệt. Xin chào. Hẹn gặp lại.